Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Xin chào khán giả thân yêu của FPT Play. Chúng ta đang đến với những hình ảnh của U23 Đông Nam Á. Giải đấu đang được truyền tải bởi FPT Play và xuất hiện trên hệ thống của FPT Play. Đây trận đấu đầu tiên tại bảng C của hai đội bóng U23 Thái Lan và U23 Singapore. Bảng C là bảng đấu được đánh giá là bảng tử thần của giải đấu năm nay, bởi còn có một đội bóng khác, đó là U23 Việt Nam. Và đây là đội hình ra sân của họ ở trận đấu này, với thành màu áo số 1 Narongsak, các cầu thủ áo số 3 Thawachai Inprakorn, số 5 Chonapat Buphan. Trong khi đó đội hình của U23 Singapore gồm có thủ thành màu số 18 Ferry Aban, các cầu thủ mang áo số 3 Jordan Emahuive, số 4 Dennis Erfan, số 6 Jacob Makler, số 8 Sarian, số 9 Fadi Ahmad, số 10 Apka diễn ra. Và như vậy là hiệp 1 trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Singapore đã được bắt đầu. Ở hiệp đấu đầu tiên thì Thái Lan sẽ bên tay trái màn hình chúng ta và Singapore sẽ bên tay phải. Đưa bóng vào, cơ hội dành cho Thái Lan, sút ngay. Những pha phối hợp rất ăn lý của các cầu thủ U23 Thái Lan. Nòng cốt của U23 Thái Lan tại giải đấu năm nay là những cầu thủ trẻ của U19. Đường chuyền tốt, vẫn còn. Sau hai nhịp thì Ferky Aban đã làm chủ được vòng 16m50. Vẫn không phải là một đường tạt bóng điểm rơi có chất lượng tốt. Đây rồi, 1-0 dành cho U23 Singapore. Họ đã có được bàn thắng theo điểm mạnh nhất của mình. U23 Singapore biết rằng họ mạnh ở đâu và họ đã tận dụng tốt điều đó. Người ghi bàn là Inhan Fandi Ahmad, cầu thủ cao 1m80, và anh hoàn toàn nổi bật hơn so với cầu thủ năm nay mới 19 tuổi của Thái Lan. Chiều cao vượt trội đang giúp cho Singapore có được lợi thế ở những tình huống không chiến, và họ đã tận dụng tốt được một pha bóng tổ chức như vậy. Đó là Inhan Fandi Ahmad, Melvin Singh. Đây rồi, bóng đã đập vào xa ngang. Đó là cú sút của Fandi Ahmad. Anh vẫn chưa có được cú đúp trong ngày hôm nay. Rất đáng tiếc cho số 9. Một pha cướp bóng ngay ở bên phần sân của đối phương, và một tình huống đặt lòng với cái chân phải rất ngoan. Đó là những đường chuyền chưa đủ sức sáng tạo. Sút ngay, một quyết định táo bạo của các cầu thủ U23 Thái Lan. Người vừa có tình huống xử lý bóng là Kham Yok. Một pha dứt điểm mang tính chất. Rất tốt. Abram. Ôi, không vào. Vẫn còn. Pha bóng thứ hai là của Thanawat Saipek, với một cầu gôn đã được bỏ trống, nhưng cầu thủ này lại đệm bóng đi ra ngoài. Rất đáng tiếc cho Thái Lan. Một pha phản công nhanh, mẫu mực của đội bóng này. Đường chuyền xuôi khe hay. Căng ngang. Một đều. Tirasak, người được chờ đợi nhất, cũng đã lên tiếng. Lần này thì anh đã không bỏ lỡ cơ hội nữa. Đúng.
đúng phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Lại là một đường chuyền xuôi khe xuống để Abraham băng xuống đáy biên. Một đường trả ngược hợp lý. Đây là một pha phối hợp rất theo bài, rất ăn ý của các cầu thủ U23 Thái Lan. Sút ngay. Một quyết định rất táo bạo. Đường chuyền xuôi khe hay. Cơ hội dành cho Thái Lan. Đây rồi. 2-1 dành cho U23 Thái Lan. Pha lên bóng ở tốc độ cao theo hướng tấn công cánh phải của Thái Lan. Và họ lại một lần nữa có thể khoan thủng được hàng phòng ngự của Singapore. Đây là một bàn thắng có pha phối hợp và kịch bản không khác gì bàn gỡ của Thái Lan. Vào cuối hiệp đấu đầu tiên, vẫn là một tình huống lên biên, đưa bóng xuống đáy và trả ngược về sau. Dẫu biết rằng kịch bản là như vậy, nhưng để ngăn chặn thì không dễ với hàng phòng ngự của Singapore. Chúng ta sẽ phải dè chừng rất nhiều những pha tấn công kiểu này. Tirasak là người áp sát. Và bàn thắng thứ 3 đã đến với Thái Lan. Một pha dàn xếp tấn công rất bất ngờ của Thái Lan ở tốc độ nhanh. Mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn với Thái Lan khi bước sang hiệp đấu thứ 2. Dấu hiệu của thể lực của Singapore đã không được duy trì. Và đây chính là thời điểm để cho Thái Lan đẩy nhanh tốc độ của những đường phản công. Lại là số 8 Tirasak, người được đánh giá là con át chủ bài của Thái Lan ở giải đấu năm nay. Một đường phát động tấn công rất nhanh từ hàng phòng ngự và bất ngờ. Rất đơn giản khi tốc độ của Tirasak được mở. Đường chuyền khá hay. Cơ hội có bàn thắng thứ 4. Tiếng còi đã cất lên. Lỗi việt vị rồi. Xử lý bóng khá tốt. Cơ hội bứt tốc. Tisarak không được. Đã có lỗi việt vị rồi và không có hat-trick. Cơ hội dành cho Singapore. Và cứu thua rất tốt. Cơ hội đã đến rất rõ ràng cho Singapore nhưng lại không thể tận dụng thành công. Thời gian bù giờ cũng đã hết rồi. Và tiếng còi kết thúc trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Thái Lan và U23 Singapore cũng đã được vang lên. Một chiến thắng vô cùng xứng đáng dành cho U23 Thái Lan. Còn với U23 Singapore, họ đã khởi đầu trận đấu này tốt hơn đối phương với bàn thắng mở tỷ số sớm của Inha Fandi Ahmad. Nhưng rồi sau đó thể lực đi xuống cùng với việc không có được một lực lượng tốt nhất đã khiến cho Singapore để thua. Đặc biệt là giai đoạn bước sang hiệp đấu thứ hai, Tirasak đã có được một cú đúp ở trận đấu ngày hôm nay. Đến thời điểm hiện tại thì buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa hai đội tuyển quốc gia, xin lỗi bạn, hai đội tuyển U23 Thái Lan và Singapore của FPT Play cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành và quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.